Những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư thực quản. Nguy cơ mắc ung thư thực quản thường tăng theo độ tuổi. Ở những người thường xuyên hút thuốc, rượu bia nhiều thì khả năng nguy cơ ung thư rất là cao. Theo ước tính của Tổ chức Ung thư Toàn cầu năm 2020, ung thư thực quản đứng hàng thứ 6 trong những cái nguyên nhân tử vong do ung thư trên thế giới. Bệnh thường phát hiện ở giai đoạn muộn. Các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển của bệnh nhưng hầu hết không phải là nguyên nhân trực tiếp. Sau đây là các yếu tố nguy cơ mà chúng ta cần phải lưu ý. 1. Tuổi tác, giới tính. Khả năng mắc ung thư thực quản sẽ tăng theo độ tuổi. Người trên 65 tuổi có khả năng mắc ung thư thực quản cao nhất. Nam giới có khả năng mắc bệnh này cao hơn nữ giới từ 3 đến 4 lần. 2. Hút thuốc lá, rượu bia nhiều. Người hút thuốc lá có khả năng mắc bệnh cao gấp 5 lần so với người không hút. Hút càng nhiều, hút càng lâu thì khả năng mắc bệnh càng cao. 3. Chế độ dinh dưỡng. Chế độ ăn ít trái cây, rau củ và chúng ta thường xuyên ăn những loại thịt chế biến sẵn làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Một số nghiên cứu cho thấy việc tăng nguy cơ ung thư thực quản là do chúng ta bị thiếu hụt beta-carotene, vitamin E, vitamin C, selen hoặc là sắt. Bên cạnh đó, việc chúng ta ăn hoặc là uống thức ăn quá nóng nó sẽ gây ra cái tình trạng là ung thư thực quản dạng tế bào vẩy. 4. Béo phì. Những người thừa cân béo phì thường có khả năng mắc bệnh ung thư biểu mô tuyến thực quản cao hơn do họ thường xuyên bị trào ngược dạ dày. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ số BMI cao hơn 25 thì người đó có khả năng mắc bệnh ung thư biểu mô tuyến thực quản cao hơn so với người khác. Nguy cơ ung thư thực quản có thể thay đổi và giảm xuống khi mà chúng ta thay đổi chế độ sinh hoạt lành mạnh như là không hút thuốc lá, rượu bia nhiều, tăng cái chế độ ăn nhiều rau xanh và trái cây, tập luyện thể dục thường xuyên và giữ cân nặng ở mức bình thường. Hầu hết các bệnh nhân sẽ không cảm thấy khác biệt cho đến khi bệnh chuyển qua giai đoạn nặng. Hãy luôn lắng nghe những dấu hiệu thay đổi của cơ thể, hãy luôn kiểm tra sức khỏe thường xuyên và định kỳ để có thể phát hiện được bệnh càng sớm càng tốt. Top Beauty, chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cộng đồng.